Vâng, chào mừng các quý vị đã đến với channel Cảm Xạ Nguyễn Lộc Sơn của chúng tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn một cái video clip nói về địa sinh học. Nhiều người hỏi tôi địa sinh học là gì thưa thầy. Xin thưa các quý vị các bạn, địa sinh học là một ngành nghiên cứu các năng lượng nằm dưới lòng đất. Và các năng lượng này nó được phát lên bởi tất cả các mỏ quặng, bởi tất cả những mỏ đá, bởi tất cả những mỏ dầu, rồi tất cả những cái trường năng lượng từ tâm trái đất đi ra, hoặc là xung quanh ở dưới trái đất, quả đất này. Nơi chúng ta đang ở là hết sức quan trọng trong việc nơi chúng ta ở, chúng ta có thể bị bệnh, chúng ta có thể bị hao tổn tiền bạc, chúng ta có thể mất hạnh phúc. Đó là cái nơi chúng ta ở các vị nhé. Thì nằm dưới lòng đất là những cái thứ gì mà chúng ta lại bị như vậy? Thì trong môn cảm xạ năng lượng, chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho hàng ngàn người đến luyện tập, và thứ nhất là bảo vệ sức khỏe, thứ hai là chúng ta đã tìm được ra các ác xạ về bệnh. Và các bạn học viên sau hai cái khóa học của chúng tôi thì hoàn toàn rất là viên mãn, rất là đồng tình ủng hộ cho cái công việc mà chúng tôi đang làm sắp tới tiếp theo này, về hướng dẫn cho tất cả những người Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới, cho kể cả người nước ngoài, để các bạn có thể hiểu được cái nguồn năng lượng sinh học, đó là địa sinh học, thì chúng ta đo như thế nào. Thì ở đây tôi trên tay tôi vẫn là con lắc vật chứng các vị nhé, vẫn là con lắc vật chứng. Và hôm nay tôi hướng dẫn qua cách cầm lắc vật chứng, thì chúng ta đưa cái dây, không cần kéo căng, mà chúng ta đưa cái dây đến đầu của lắc và thả lỏng như này là được. Và chúng ta nhìn này, chúng ta sẽ cầm chỉ bằng hai ngón tay thôi, và hai ngón tay chúng ta sẽ dốc xuống như thế này. Tránh tình trạng chúng ta nhiều người cầm thế này là sai và sẽ không đưa được năng lượng tốt. Cái thứ hai nữa là cái dây này nó sẽ chạm vào ngón tay này các bạn, và các vị sẽ không thành công, và chúng ta nên cầm như này cho tôi. Còn cái dây này chúng ta có thể cho vào lòng bàn tay. Cái dây này tuyệt đối không quấn vào tất cả các ngón tay này các vị nhé. Thì đây là một con lắc mà chúng ta, nếu như nhiều người không bước chân vào lĩnh vực cảm xạ năng lượng thì nghĩ là nó là hoang tưởng. Nhưng xin thưa các bạn, nếu khi các bạn đã luyện tập tốt các cái chương trình hướng dẫn mà tôi cho miễn phí trên video, đấy là múa ông cầu tròn, đó là thầy dừa hào quang, đó là cá lượn, ba bài này các bạn tập trung lại luyện cho tôi buổi sáng, buổi chiều, thì cơ thể các bạn sẽ được một cái cơ thể rất tinh tấn, thân tâm rất tốt, cân bằng âm dương trong cơ thể. Và nếu bạn nào mà tập thêm cái khai mở luân xa, khai mở bảy luân xa, hay còn gọi là rung động sóng hình dạng theo các luân xa, thì chúng ta sẽ đạt được một cái sự cảm nhận rất lớn. Và khi cầm con lắc này thì các vị sẽ thấy rằng là con lắc này nó sẽ tự chạy, nó sẽ báo cho chúng ta. Tuy nhiên để muốn cho nó chính xác thì các quý vị, đây tôi làm ngang như thế này để các vị nhìn này. Làm sao chúng ta phải tập nó, cái độ lắc của nó chỉ cần độ 5cm dao động, và chúng ta sẽ cảm nhận tất cả các năng lượng ở ngón tay này. Đó, các đầu ngón tay này các vị sẽ thấy. Và đương nhiên là khi các vị thấy rồi thì các vị hỏi, thí dụ như ở đây tôi có một cái cảm sở độ tổng hợp như thế này các vị nhé. Đây là cái cảm xạ đồ mà tôi viết ra để cho tất cả các đệ tử tôi, những người bắt đầu kết thúc lớp 2, tôi sẽ tặng cho cái này, cái cảm xạ đồ này, để chúng ta có thể đi tìm nguồn nước, chúng ta có thể đi tìm các cái anh hùng liệt sĩ đang mất tích mà chưa tìm thấy được, chúng ta cũng có thể tìm được trong cái khu mộ của chúng ta có rất nhiều ngôi mộ nhưng không biết tên tuổi của các cụ nào, thì chúng ta có thể tìm được. Vâng, và không bất kỳ một lĩnh vực nào chúng ta cũng phải dành thời gian cho lĩnh vực đó, và chúng ta phải đầu tư suy nghĩ, tìm hiểu. Trên lớp tôi giảng dạy là để chúng ta học những cái căn bản,
Tuy nhiên cũng giống như tôi ngày xưa, giống các quý vị, tôi là một học trò rất ham tìm hiểu và rất hay hỏi sư phụ, xem các sư phụ những điều mình chưa hiểu hoặc là những điều mà người khác chưa hiểu và có tâm sự với tôi, thì tôi cũng có hỏi hết sư phụ để các sư phụ truyền cho những kiến thức kinh nghiệm quý báu. Thì hôm nay tôi gửi đến các quý vị là địa năng lượng sinh học hay là địa sinh học, nó không có gì khác, đó là năng lượng của đất mà thôi. Và năng lượng của đất thì chúng ta cứ nhớ cho tôi là cầm con lắc này để đo. Chúng ta trong cảm xạ đồ thì các bạn nhớ rằng là đo đất là của thế giới nhé. Đây là tôi nói của thế giới chứ đừng nghĩ là của ai cả. Các vị tiền bối ngày xưa đã để lại đo đất là hoặc là đo đá hoặc là đo các cái cây cảnh là từ 0 đến 20.000 đơn vị bovis. Còn nếu mà đo người và đo các con vật, động vật thì chúng ta sẽ lấy ký hiệu là từ 0 đến 400.000 bovis. Vâng, thì khi chúng ta đo đất là chúng ta sẽ cho cái con lắc này chạy dọc cho tôi lên đây. Chạy đều, nó sẽ chạy đều như là chúng ta cầm thế này. Đó, nó lắc đều như thế này. Để nó chạy đều lên. Và khi chúng ta thấy đều rồi và chúng ta cảm nhận được ở hai đầu ngón tay này chúng ta, thì chúng ta bắt đầu hỏi là nhìn xuống một cái khu vực đất mà mình muốn, thí dụ mình nhìn trước mặt, thí dụ mình có thể quay tứ phía các góc nhà, chúng ta có thể đo các góc nhà. Và các bạn nên nhớ rằng trên một cái nền nhà, kể cả 30m, kể cả 20m thôi, nhưng bốn góc nhà cũng sẽ khác nhau các vị nhé, chứ không phải là bốn góc nhà giống nhau. Và như trong lớp cảm xạ nâng cao thì tôi có dạy, hướng dẫn cho tất cả các quý vị các bạn là cái hố tử thần các bạn. Đó là cái nơi mà cái rất nhiều ác xạ tích tụ lại ở trong một cái góc nhà thôi. Và nếu chúng ta vô tình chúng ta để cái giường ngủ của chúng ta mà để vào đúng cái góc nhà đấy thì chắc chắn một người nằm ở phía trong chắc chắn là bị bệnh. Nếu như không bị bệnh thần kinh thì cũng là mất ngủ triền miên. Và nếu như không phải như vậy thì chúng ta sẽ là đau lưng kinh niên hoặc là đau thận, đau phổi. Bởi vì các cái hố tử thần ác xạ đó nó sẽ bắn vào đâu thì chúng ta sẽ bị bệnh ở chỗ đó các vị nhé. Sẽ bị bệnh ở chỗ đó. Và chúng ta nhớ rằng cho tôi là khi chúng ta bị bệnh, một trong những tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải tìm bằng được ác xạ, xem nó gây bệnh chúng ta trên cái giường ngủ của chúng ta như thế nào. Các vị nhớ rằng là khi chúng ta ngủ là 8 tiếng, thời gian ngủ là 1/3 cuộc đời. Và cái 1/3 cuộc đời này lại là năng lượng chúng ta là thấp nhất. Mọi hoạt động của tất cả lục phủ ngũ tạng và hệ thần kinh, hệ hô hấp đều giảm xuống từ một nửa giờ xuống. Cho nên là chúng ta nhớ rằng là ác xạ lúc đó nó sẽ tấn công chúng ta trong giấc ngủ mà chúng ta không bao giờ biết. Và điều này thì chắc là sau cái video clip này nhiều người sẽ giật mình hơn. Kể cả trước đây, kể cả ngày hôm qua các vị không tin, thì ngày hôm nay các vị hãy làm thử cho tôi xem có đúng hay sai. Và muốn làm được cái điều này thì các quý vị hãy tập những video miễn phí của tôi như tôi vừa nói. Và các quý vị hãy sắm cho tôi một con lắc. Rất đơn giản thôi. Đây là con lắc vật chứng của Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam của chúng tôi. Một cái cảm xạ đồ chúng tôi sẽ tặng nếu những ai mua lắc và đũa chữ Y. Cái đũa chữ Y là ngoài đi tìm nguồn nước các vị nhé, lại là rất là tốt để đi tìm các ác xạ gây bệnh. Ngoài ra chúng tôi có máy để đo kiểm tra ác xạ. Nếu quý vị nào không muốn tập luyện môn này thì chúng tôi có máy để đo. Thì các quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mua các cái máy đó là, hoặc là đăng ký các lớp học là theo số điện thoại 0981 559 559 trong giờ hành chính. Và chúng tôi có hai nơi để dạy hướng dẫn cảm xạ năng lượng ở hai thành phố lớn, đó là thủ đô Hà Nội số 125 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, và thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay tôi mở chi nhánh 1 là tại số 27 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, chung cư Splendor B006, quận Gò Vấp. Và các quý vị hãy có thể tham khảo thêm trên cái website của chúng tôi là nguyenngocson.vn.
Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị vào các video tiếp theo. Và hãy comment ở dưới nếu cần những cái gì thì quý vị comment. Cái thứ hai nữa là hãy chia sẻ thật nhiều cho tất cả bạn bè để cái công sức của chúng tôi được đền đáp. Chúng tôi cảm thấy vui mừng khi mà nhiều người đăng ký kênh. Và đương nhiên tôi vẫn nói rồi, càng nhiều đăng ký kênh, càng nhiều người đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ càng bật mí cho các quý vị nhiều cái chiêu thức mà nói thật là các ông thầy khác có thể giấu đi, nhưng mà chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn, quý vị các bạn. Nhất trí chưa? Tạm biệt.